Hello. Hello, xin chào mấy bạn. Hôm nay mình làm clip này mình sẽ review về một bộ trang phục, đó là nhân dịp sự kiện ngày 20 tháng 11. À, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày 19 tháng 11, ngày mai là bắt đầu là ngày 20 tháng 11. Và bây giờ mình sẽ review cho mấy bạn bốn bộ trang phục: giảng viên đại học, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học và giáo viên đại học. Có điều đặc biệt lưu ý ở đây, giảng viên mầm non là mình sẽ có review. Nhìn một phát sao là giảng viên đại học kêu đổi là hãy nhớ lại những ngày đầu đi học mầm non, còn giảng viên tiểu học thì có giá là 14.900 kim cương. Nhìn bộ này thì rất đẹp, mình thì thích bộ này. Và đấy là ngày đầu tiên đi học, nhìn cô giáo như mẹ hiền. Giảng viên trung học, mình đây là mình đọc thiên ha, xem. Phân tách cho được bài giải. Tập lòng. Mấy cái này thì mình chỉ thấy là nó chỉ giống nhau thôi chứ không có khác gì nhiều mấy. Tập nào cũng giống nhau rồi chứ không khác mấy. Đúng. Chị mình thấy mấy bộ này tập lên nhìn rất đẹp. Ok. Ở giá là 16.900 kim cương, tức là 1.170.000. Và bây giờ giảng viên đại học. Vâng, giảng viên đại học. Con đường hồng môn chính là đây. Đây, bộ này mấy bạn hãy chú ý, nó kêu là con đường hồng môn chính là đây. Như vậy là mấy bạn sẽ mua bộ nào? Sẽ phân tách ra 1 đến 2 đồng tiền trang phục chiến đấu. Vậy là nó sẽ có xảy ra một sự kiện gì khác nữa, có tiền đồng tiền trang phục chiến đấu. Ok. Và bộ này thì sẽ có bạn ngỡ hơn được 4 viên. Tại vì mắc hơn tới là 60 ngàn đúng không ạ? Được 4 viên đá biến đổi sơn bạc. 4 viên đá biến đổi sơn bạc thì có bán được 240 vàng. Sau đó khai sáng 10 viên định trăm vàng. À, 100 vàng, như vậy là được 440 vàng. À, bây giờ mình cũng đang phân vân là mình không biết mua bộ nào đây. Hiện tại thì mình đã có 24.000 kim cương. Wow, chắc mùa này với nước thánh Hồng Môn, bữa nay thì ngày 19/11 thì có nước thánh Hồng Môn. Mà mình thì mình thích bộ này. Cô giáo này chắc đẹp, mình thích vô này quá. Tộc nhân nhân ok long, mà sao mình bạn cứ hay mình thấy bộ này thì tộc thiên thì cảm thấy hơi to hơi nhỉ. Lúc cảm thấy tộc thiên to quá mà eo thì nhỏ. Vậy là để mình tính thôi, nếu mà bộ này 15.000 kim cương thì mình còn có một phiếu đổi, hai trang phiếu đổi trang hội hình là bao nhiêu, phiếu đổi chủng tộc 20.000, phiếu đổi tên, chuyển đổi giới tính, ngoại hình thì 10.000. Ước gì mình giữ 200 kim cương ngon quá. Như là mình sẽ mua gói này 15.000 thì mình còn dư 9.000. 9.000 thì cũng không mua đủ được hồng lực, mình vẫn chưa có hồng lực. Còn giảng viên đại học thì nhìn nó
Thôi, mình quyết định rồi. Mình thích bộ này. Bộ giảng viên tiểu học. Giờ mình sẽ mua bộ giảng viên tiểu học. Yes. Mình sẽ mua bộ giảng viên tiểu học. Rồi. Mua nước thánh hồng môn. Rồi, mình còn được 4.000 nhân gừng. Bây giờ mình sẽ vô nhận phần thưởng. Mình chủ yếu là mình mua trang phục chứ mình không phải là mua cái gói để mình nhận đá không. Vâng, không thể giao dịch. Đó, chú ý nghe mấy bạn, không thể giao dịch. Vâng, đây. Chúc ta. Còn vợ vợ của ta đây. Trời ơi, trời ơi. Các bạn hãy thấy xem. Quá tuyệt vời. Ôi ôi. Ui. Rất đẹp, rất sexy. Chụp hình làm bật cái nào. Bây giờ mình hỏi cái này khỏi đeo mắt kính đi. Mắt kính nhìn kỳ quá. Lấy này mặt nạ mà lóc ra. Cũng đua đòi với người ta mua được một bộ trang phục. Well. Em ơi xa quá, em đi xa quá, em đi xa quá, đời tôi buồn hơn, chết với em tôi rồi. Chụp hình làm kỷ niệm mà. Xong, cảm ơn các bạn và các bạn phải nhớ like video của mình. Cảm ơn các bạn phải like video của mình rồi đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.